Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, bão số 3 đã qua đi, để lại nhiều bài học về công tác chủ động ứng phó với thiên tai. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 8 tháng 9. Nhiều hộ dân vẫn chưa di dời khỏi chung cư Đồng Đa, bất chấp nguy hiểm trong mùa mưa bão. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có rất nhiều dự án cầu đường, hạ tầng lớn đang thi công. Chính vì vậy, công tác chủ động ứng phó với thiên tai cần phải được chú trọng hơn nữa. Hội viên phụ nữ sống xanh bảo vệ môi trường, nội dung tiểu mục Để Huế mãi xanh tuần này. Tin chi tiết, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước tăng 9,8% so với cùng kỳ, lũy kế 8 tháng năm 2024 tăng 4% so với cùng kỳ. Mức tăng cao trong các tháng cuối năm sẽ là cú hích quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng ước bằng với cùng kỳ, ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 5,3%, ngành sản xuất và phân phối điện nước đá ước giảm 7,8%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 10,4%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ gồm bia, sợi các loại, quần áo lót, giam gỗ, điện thương phẩm, đá xây dựng. Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so với cùng kỳ, tôm đông lạnh, xi măng, men frit, điện sản xuất. Những tháng cuối năm, ngành công thương tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở công nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung triển khai hiệu quả cả cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh vào các khu cụm công nghiệp. Thời gian qua, chính quyền mặt trận các cấp của huyện Phong Điền đã tổ chức được gần 500 cuộc vận động với sự tham gia của gần 4.000 người, với nhiều hình thức tuyên truyền vận động người dân hiến đất, tháo dỡ hàng rào, tạo sự thông thoáng sạch sẽ cho tuyến đường, đồng hành cùng với chính quyền địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, chỉnh trang khu dân cư, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đã có 4.350 người dân tự nguyện hiến đất với tổng diện tích 577.900 m² để xây dựng 229 công trình. Số thửa đất bị ảnh hưởng là gần 5.000 thửa với giá trị tiền sử dụng đất đã hiến khoảng 57,8 tỷ đồng. Một số địa phương có hộ tham gia hiến đất nhiều như Phong Hòa 1.091 hộ, Phong Hiền 865 hộ, Điền Lộc 730 hộ, Phong An 319 hộ. Nhiều hộ gia đình hiến hàng nghìn mét vuông đất rừng sản xuất. Hộ gia đình hiến đất có giá trị lớn nhất gần 900 triệu đồng. Các địa phương thực hiện theo cơ chế hiến đất để xây dựng công trình cao như Phong Sơn 65 công trình, Phong Hòa 39 công trình, Phong Mỹ 36 công trình. Tinh thần tự nguyện ủng hộ đóng góp của người dân đã góp phần đóng góp nguồn nội lực quý giá để xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị loại 4 và trở thành thị xã trước năm 2025. Ngay tại trung tâm thành phố Huế, dự án cải tạo xây dựng chung cư cũ nát xuống cấp đang được đẩy nhanh quá trình tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống tạm cư cho người dân. Kế hoạch dự án này sẽ khởi công trong tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn gần 30 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án cũng như an toàn về tính mạng tài sản của người dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu với những diễn biến khó lường. Ở khu nhà A của chung cư Đồng Đa, gia đình bà Nguyễn Thị Mới là một trong số ít hộ dân vẫn còn bám trụ tại đây. Giữa một không gian hoang vắng, nhếch nhác rác thải, sau khi nhiều hàng xóm đã chuyển đi ở tạm nơi khác để dự án được triển khai. Trong căn hộ rộng chỉ hơn 25 m², bà Mới cùng 6 người con cháu chờ đợi những kiến nghị của mình được giải đáp thỏa đáng sẽ chuyển đi. Bà có 24 m². Mà lại nói rằng là sau này có như thế là bà phải lên tầng 4 bà ở. Từ tầng 1 lên tầng 4. Thế còn đại khái như là có ưu tiên cho bà hay là một cái ốt để kinh doanh. Mà cái ốt kinh doanh là 22 m. Thì lại lấy cái diện tích nhà này của bà. Không nhân hệ số. Mà lấy cái diện tích của bà đây. Để như thế là trừ cái ốt đi 22 m. Tức là bà còn 2 m 7 thôi. Mà bà lên tầng 4 sau là cái nhà mà coi xây dựng xong á, bà lên tầng 4 á, là bà phải trả 1 tỷ. Thế thì tiền mua mà trả. Cũng như bà Mới, còn 28 hộ dân khác vẫn còn bám trụ lại khu chung cư cũ nát sập xệ ngay giữa trung tâm thành phố Huế vì nhiều lý do khác nhau. Mặc dù đa số người dân rất đồng tình ủng hộ việc xây dựng mới khu chung cư hiện đại văn minh,
Tuy nhiên, những hộ còn lại đều có mối lo chung về vấn đề nhà tạm cư trong thời gian triển khai dự án. Gia đình thì yêu cầu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ban ngành liên đới đến cái dự án này bảo đảm cho bà ngày đi phải có ngày về. Nhỡ sau chủ đầu tư thay đổi một cái không xây được nhà cho dân ở thì lúc bây giờ ai giải quyết cho bà đây? Tiếp tục tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân ở tại khu vực trung cư Đồng Đa, đặc biệt là 30 hộ vẫn chưa chịu di dời về các cái tầm quan trọng của dự án cũng như là cái sự an toàn của người dân đối với đặc biệt là trong cái mùa mưa bão sắp đến. Đến thời điểm này, dự án cải tạo xây dựng lại các dãy nhà A, B và C khu chung cư Đồng Đa ở thành phố Huế đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc sớm hạ dãy để xây dựng mới khu chung cư không chỉ vừa đảm bảo cuộc sống cho người dân mà còn giải quyết tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị thành phố Huế. Hiện nay còn 28 hộ gia đình chưa bàn giao, cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà chúng tôi có được mặt bằng sạch tổ chức khởi công thi công công trình theo đúng quy định được Ủy ban nhân tỉnh cho phép là 36 tháng. Như các anh cũng biết, sắp tới thì Huế sẽ vào mùa mưa và nhà đầu tư có mặt bằng sạch cũng sẽ phải đưa rất nhiều biện pháp, giải pháp về mặt kỹ thuật phức tạp hơn, tốn kém hơn để triển khai thi công trong kể cả trong thời điểm mà có xảy ra cái mưa bão của miền Trung. Nhưng ngoài ra thì cái việc mà chậm bàn giao này thì nó gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, tinh thần của 82% các hộ đã bàn giao mặt bằng, gây bức xúc lớn trong dư luận. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều phản ánh đơn thư từ phía các hộ đã bàn giao với câu hỏi là khi nào chúng tôi được về nhà mới. Liên quan đến công tác di dời dân tại chung cư Đồng Đa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế cho biết sẽ tổ chức vận động đối thoại lần cuối cùng với các hộ dân còn lại trong tháng 9 năm 2024. Cùng với đó, đơn vị này cũng sẽ tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Đây được xem là động thái quyết liệt của chính quyền các cấp, bởi chung cư Đồng Đa vốn đã được xây dựng hơn 40 năm, hiện đã rơi vào tình trạng cũ nát, xuống cấp, các khu nhà đã hư hỏng, công năng lạc hậu, mất an toàn và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Việc di dời các hộ dân còn lại là nhiệm vụ cấp thiết lúc này, không chỉ đảm bảo cho dự án thực hiện theo đúng kế hoạch, mà quan trọng hơn là đảm bảo sự an toàn cho chính các hộ dân còn bám trụ lại đây khi mùa mưa bão đang đến gần. Thưa quý vị, ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua đã làm cho nhiều công trình xây dựng bị thiệt hại nặng nề. Điều này không chỉ trực tiếp gây ra thiệt hại vật chất mà cụ thể là hệ thống máy móc, trang thiết bị trên công trường mà còn ảnh hưởng đến tiến độ các công trình dự án. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có rất nhiều dự án cầu đường, hạ tầng lớn đang thi công. Chính vì vậy, công tác chủ động ứng phó với thiên tai luôn được chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cầu Thuận An là công trình trọng điểm thuộc dự án tuyến đường ven biển Thừa Thiên Huế đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo đơn vị thi công, đến nay tiến độ dự án đã đạt khoảng 69% khối lượng. Do đặc thù công trình thi công trong vùng cửa biển trên sông nước nên yếu tố an toàn thi công trong mùa mưa bão luôn được chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công chú trọng và đặt lên hàng đầu, chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua phương án ứng phó bão lũ cho công trình. Ban chỉ huy công trường đã phối hợp cùng với địa phương, bộ đội biên phòng và cảng vụ để lập ra các cái kế hoạch phòng chống lụt bão và lập ra các cái kịch bản trước khi có mưa bão là sẽ di tản con người, di tản máy móc đến địa điểm an toàn và bố trí các cái hệ thống răng néo chống để đảm bảo an toàn cho công trình. Với áp lực tiến độ phải thông xe trước ngày 26 tháng 3 năm 2025, dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương những ngày này cũng đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai. Ngoài phương án tăng ca, tăng mũi thi công, đơn vị nhà thầu cũng đã xây dựng các phương án để thi công được trong những ngày có mưa. Cụ thể, trong những ngày mưa bão, đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu dừng thi công, hạ độ cao hệ thống giăng cầu, tiến hành neo đầu xà lăn, khơi thông đường chạy, tháo dỡ các thiết bị có nguy cơ gãy đổ để đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và bảo vệ nguyên vật liệu. Đồng thời xây dựng phương án chi tiết, đường găng, tiến độ công trường trong thời tiết thường xuyên xảy ra mưa bão để vừa đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động, vừa đảm bảo tiến độ thi công. Đối với mùa mưa bão năm 2024 thì nhà thầu cũng đã rút được một số cái kinh nghiệm từ mùa mưa bão năm 2023
về công tác tổ chức thi công. Thì đối với các cái cối phụ trợ mà nằm có khả năng ngập nước trong cái mùa mưa bão thì nhà thầu sẽ là đẩy nhanh cái công tác thi công để mà có thể tháo dỡ tất cả các phần đài giáo mà có nguy cơ là bị ảnh hưởng bởi cái mùa mưa lũ. Song song với đấy thì công tác tổ chức trên mặt bằng thì nhà thầu cũng đã có xây dựng các cái biện pháp để neo đậu các hệ thống xà lan cũng như là các phương tiện nổi. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hàng trăm công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi lớn nhỏ khác nhau. Bước vào mùa mưa bão năm nay, đối với các công trình đang thi công dở dang, các chủ đầu tư đã tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành công trình theo kế hoạch. Cùng với đó, các đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư tại công trường để kịp thời xử lý sự cố do mưa bão gây ra theo phương án đảm bảo an toàn công trình đã được duyệt. Các đơn vị thi công thì hiện nay đang tập trung cho cái công tác là dàn chống lại nhà cửa cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cái trạm trộn, các cái cầu tháp. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra ra soát lại các cái vị trí để mà cập tàu xà lan khi có mưa bão đến, các cái đề bãi để tập kết vật tư máy móc thiết bị thi công và cả cái địa điểm mà để mà sơ tán công nhân khỏi cái vùng nguy hiểm khi mà có lệnh phải sơ tán. Từ đây đến cuối năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp với các loại hình thiên tai, bão lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo các sở ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, đặc biệt là tại các công trình trọng yếu, trọng điểm để đảm bảo hạn chế nguy cơ thiệt hại về con người, tài sản ở mức thấp nhất. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ ban hành quy chế thi vào tháng 11 năm 2024, sớm hơn 3 tháng so với các kỳ ban hành trước đây. Bộ đang xây dựng và sẽ công bố đề thi mẫu để học sinh và giáo viên làm căn cứ cơ sở phục vụ cho công tác dạy học. Tiếp tục tổ chức hội nghị hội thảo tập huấn về công tác chuyên môn liên quan đến đề thi. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị tốt các nhóm nhiệm vụ như tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, công tác dạy và học thường xuyên, tăng cường cơ sở vật chất chung của Bộ cũng như các tỉnh thành phố, nhất là phần mềm tổ chức kỳ thi. Bộ Văn hóa cho biết trong thời gian qua, Bộ đã xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, Bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân vi phạm với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 335 triệu đồng. Hiện nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành liên quan hoàn thiện dự thảo quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 9 năm 2024. Bộ Công an cho biết từ ngày 1 tháng 8 đến chiều 6 tháng 9, số lượng xe đăng ký trực tuyến trên VNEID đã lên đến hơn 1.620 xe. Người dân phản hồi rất tích cực. Theo đó, cơ quan công an đã làm thủ tục xong 1.383 hồ sơ, trong đó 1.083 ô tô, mô tô, còn lại đang chờ bấm biển và thanh toán. Việc làm hồ sơ trực tuyến toàn trình như vậy mang lại rất nhiều tiện ích, cải cách thủ tục hành chính. Người dân không phải đến cơ quan công an, không phải đăng kiểm xe trực tiếp mà có thể bấm biển số trực tuyến tại nhà. Tiếp tục với những hoạt động tại địa phương cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông phối hợp với công ty cổ phần Tôn Đông Á tổ chức lễ hoàn công xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông. Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện có nhà vệ sinh đạt chuẩn, thời gian qua, huyện Nam Đông đã kêu gọi huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn. Đồng thời tuyên truyền vận động khơi dậy ý chí phấn đấu từ vươn lên của các hộ gia đình để đóng góp công lao động, vật liệu, kinh phí cùng làm nên các nhà vệ sinh sạch đẹp, hợp vệ sinh cho gia đình. Qua kêu gọi, công ty cổ phần Tôn Đông Á đã tài trợ xây dựng 125 nhà vệ sinh đạt chuẩn cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Hương Hữu. Mỗi nhà vệ sinh được hỗ trợ 4 triệu đồng với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Ước tính mỗi nhà vệ sinh, người dân đóng góp thêm từ 2 đến 5 triệu đồng.
Đến nay, 125 nhà vệ sinh đạt chuẩn do công ty cổ phần Tôn Đông Á tài trợ đã hoàn thành 100%, đảm bảo theo thiết kế tiêu chuẩn đề ra. Từ sự hỗ trợ thiết thực này đã góp phần phòng chống các dịch bệnh đường tiêu hóa, cải thiện suy dinh dưỡng, thể thấp còi, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Như vậy, đến nay, trên địa bàn huyện Nam Đông, cơ bản các hộ gia đình đều có nhà vệ sinh đạt chuẩn, sử dụng đảm bảo và lâu dài, góp phần để huyện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, công ty cổ phần Tôn Đông Á đã trao tặng thêm 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 2 suất quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 5 triệu đồng. Cùng trong dịp này, các đơn vị hảo tâm cũng đã trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt. Những món quà ý nghĩa ấm áp tình thương là sự hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện miền núi Nam Đông phấn khởi vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần chung tay giảm nghèo bền vững. Thị xã Hương Trà tổ chức liên hoan phát thanh các đài truyền thanh cơ sở lần thứ tư. Đây là sân chơi được tổ chức 2 năm một lần nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chương trình thời sự địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sở. Theo đánh giá của ban tổ chức liên hoan, đây là kỳ liên hoan thành công trên nhiều phương diện, cả về số lượng, chất lượng các tác phẩm, kỹ năng xây dựng chương trình thời sự địa phương của các đơn vị. Chất lượng các chương trình dự thi liên hoan đều thể hiện được đặc trưng của loại hình báo phát thanh, kỳ cầu chương trình khá mạch lạc với phần tin tức, phóng sự, bài viết, chuyên mục, phóng sự được thực hiện khá tốt, phản ánh sát thực hơi thở đời sống. Các chuyên đề chuyên mục cũng đã đề cập đến những vấn đề sát với đời sống người dân trên các lĩnh vực xây dựng đảng, y tế, nông nghiệp, văn minh đô thị. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đài truyền thanh xã Bình Tiến, giải nhì cho đài truyền thanh xã Bình Thành, giải ba cho đài truyền thanh xã Hương Toàn và 2 giải khuyến khích cho đài truyền thanh phường Tử Hà, Hương Vân. Phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ thành phố đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hoạt động tại các địa bàn dân cư. Không chỉ năng nổ đi đầu trong các hoạt động, hội viên phụ nữ còn lan tỏa ý thức gìn giữ môi trường sống, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho các tầng lớp nhân dân. Sau khi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật làm men vi sinh IMO xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng, mỗi ngày chị Vũ Thị Vân, phường Thuận Lộc đã tận dụng các loại rau củ quả của gia đình đã hư hỏng để ủ phân bón cho cây trồng. Vườn cây của chị sau một thời gian sử dụng phân bón hữu cơ ngày càng phát triển xanh tốt. Cùng với đó, chị cũng tận dụng nguồn rau củ quả hư hỏng tại các chợ để làm chất tẩy rửa enzyme sinh học sử dụng trong gia đình. Vừa có hiệu quả cao lại thân thiện với môi trường nên những mô hình này đã được các chị em phụ nữ tại địa phương hưởng rất tích cực trong thời gian vừa qua. Cho chị bỏ rau củ quả vô cái thùng, xong một thời gian thì là bắt đầu là chị bỏ đất vô, chị bỏ thêm một lớp đất mỏng vô, xong là khi mô có rau củ quả là chị bỏ vô, xong là đến khoảng độ mười mấy năm ngày bắt đầu là chị lấy chị bón cho cây. Cái thứ nhất ấy là đỡ được cái tiền mua phân, cái thứ hai là đỡ được cái rác thải để bảo vệ môi trường, cái thứ ba ấy là mình có rau sạch ăn. Sau khi mà thực hiện cái mô hình này thì nói chung là cái là một cái chuyển biến rõ rệt đối với chị em về cái là bảo vệ môi trường và cũng làm tạo cái môi trường mà xanh sạch đẹp. Chị em cũng ứng dụng để trồng cả cái cây hoa nên là có những cái tuyến đường phố có hoa, rồi ở nhà chị em là cũng có hoa, rồi có rau xanh. Hưởng phong trào chủ nhật xanh và cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua đã triển khai nhiều chương trình phân việc cụ thể để đưa phong trào đi sâu vào thực tiễn cũng như từng địa phương. Điển hình như mô hình điểm xanh văn hóa cùng hai. Địa điểm này trước kia là khu vực chợ tạm và bãi rác cực kỳ nhếch nhác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cảnh quan. Thế nhưng với sự chung tay của chị em phụ nữ phường Phương Đúc, diện mạo của khu vực đã hoàn toàn thay đổi. Điểm xanh văn hóa có thêm nhiều cây xanh, những vườn hoa khoe sắc sặc sỡ, những dụng cụ thể thao được bố trí để tạo khuôn viên sinh hoạt vui chơi cho người dân trên địa bàn phường. Những thành quả ngày hôm nay là sự động viên khích lệ lớn nhất cho những nỗ lực của chị em phụ nữ cả cấp đã luôn nỗ lực để đưa các phong trào trở thành nếp nghĩ, nếp làm,
Nhận thức bảo vệ môi trường của mỗi người ngày càng được nâng cao, diện mạo của khu vực đô thị và mỗi vùng quê đều từng bước thay đổi. Chúng tôi cũng tổng dọn vệ sinh, rồi xây dựng hàng rào, trồng thêm cây xanh và thiết kế một số điểm vui chơi, làm một không gian xanh. Thì hàng tuần hàng tháng thì chúng tôi cũng thay nhau chăm sóc, tưới và lượm rác, sủa quẹt vào các cái ngày chủ nhật xanh. Và tôi nghĩ khi mà đã có một cái không gian xanh như thế này á, thì ý thức của con người càng ngày càng được nâng cao. Và khi mà con người họ sẽ không từ tiền vứt rác lung tung nữa, và ai cũng có một cái ý thức bảo vệ môi trường. Từ một cái điểm đen về an ninh trật tự cũng như là môi trường, ô nhiễm môi trường, thì phụ nữ cùng hai đã ra quân để mà xây dựng thành một cái môi trường xanh sạch sẽ. Bà con ở trong tổ và khu vực lân cận là rất là phấn khởi và hoan nghênh. Vì vậy phong trào chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng ở đây là hàng tuần là được bà con chủ trọng và đầu tư hơn. Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực, các cấp hội phụ nữ thành phố Huế đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân. Các hoạt động không những góp phần giữ gìn môi trường sống mà còn đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương, tích cực ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Huế ngày càng xanh, sạch, sáng hơn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.